Ok, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 thì ở bên chương trình này góp nhận 320 token BNT bằng 16 đô. Mỗi lượt ghép bằng 80 BNT bằng 4 đô. Clip phần link mô tả bấm nút ta chatbot. Rồi bấm clip mô tả bấm Donate Group. Nó ra một cái giao diện như vậy nè. Rồi các bạn đầu tiên các bạn join hai kênh, một kênh channel và một kênh group của nó các bạn. Rồi các bạn follow theo Twitter và các bạn bình luận comment lại hai người bạn. Rồi các bạn like cho nó một cái bài viết Facebook. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube channel của nó. Rồi các bạn điền địa chỉ email của mình vô. Ảnh Nhân Quỳnh. Nhiệm vụ đơn giản lắm các bạn, vì mình để mất thời gian mình làm sao các bạn. Mình làm mấy kia rồi. Rồi các bạn copy cái username. Làm theo bot các bạn. Username Telegram. Account anh 0 3 2 9. Dạo gần đây cái mạng wifi mạng thế giới bị lỗi thì kỳ quá ta. Rồi you type copy bluefin copy bluefin link. Rồi các bạn mở thay word ra. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. Blue file link. Rồi các bạn vào sao chép. Blue file link. Các bạn vào trang cá nhân của mình vào một hồ sơ nha các bạn. Cái link của mình đâu tờ. Rồi các bạn vào một ba chủ hạch nè, các bạn một chia sẻ nè các bạn. Rồi các bạn sao chép lại nha các bạn. Sao chép cho khai nhớ tạm nè. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Các bạn vào con bot Telegram này các bạn. Các bạn bắt vào các bạn. Rồi các bạn gửi cho nó các bạn. Rồi các bạn copy profile link Facebook nha các bạn. Các bạn mở Facebook lên nè. Các bạn vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Rồi vào mục khác nè. Rồi anh sẽ chép đến trang cá nhân nè. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Các bạn bắt chào nha các bạn. Bạn dán nha các bạn. Rồi các bạn copy đường link YouTube của mình nha các bạn. YouTube mà các bạn đã subscribe á. Rồi dành vào kênh của bạn nha các bạn. Các bạn chia sẻ nha các bạn. Bạn sao chép lên trang cá nhân nha các bạn. Đây. Rồi bạn vào Telegram các bạn. Bạn bắt vào. Cường dán nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ với RC20 luôn các bạn. Hoặc với BNT cũng được. Mà thôi mình lấy này với mẹ ETH đi các bạn ơi. Bạn mở với chút của liệt lên nè. Các
cho bạn vào ETH nha quan, để sao chép nha quan. Sau khi nữa nó về là tự động nó cập nhật luôn nha quan, cập nhật cái đồng BTT này cho mình luôn. Bạn mở Telegram lên, bạn bắt vào BNT chứ, các bạn dán vào nha quan. Các bạn kiểm tra ví kỹ chưa, rồi bạn bắt vào nha quan. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành airdrop nha các bạn. Send you money, rồi bạn bấm balance để nhận bao nhiêu token nha các bạn. Mình đã nhận 300 token hàng rồi bạn. Bạn lấy được cho bạn bè và người thân nha các bạn. Mỗi lượt ghép sẽ nhận được 80 token. Rồi vậy video mình kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn.